là cái khai món mới vừa mới lên thì bà con tới lấy món rất là đông quý vị các bạn này. Sao bác nghĩ thì cái lượng bà con, cái lượng khách bà con mình tới ăn như thế này thì món nào lên sẽ hết món đấy quý vị các bạn? Lâu là ok. Tập trung đây luôn đi anh ơi, cô này đông quá này. Dạ. À, một cái cơm mới được đưa lên. Dạ, hôm nay là lần đầu tiên mình ghé. Dạ. Ăn ở đây rất là ngon. À, chị ở đâu tới đây chị? Dạ, mình ở trên Phường Vĩnh Phúc. À, dạ, lần đầu tiên đi chị ha. Dạ. Chị ăn thì mình thấy món ở đây các sư cô sư thầy nấu ngon không? Nói chung là món nào cũng ngon. Món nào cũng ngon cô ha. Các món đều ngon, rất là ngon. Dạ. Dạ, cảm ơn chị, chúc chị bữa trưa ngon miệng nha. Wow, ngon quá. Bà con xếp hàng liên tục nha quý vị các bạn nha. Bên đằng trước ngồi rất là đông quý vị thấy. Xin chào quý vị và các bạn. Xin bác rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo của mình trưa ngày hôm nay. Trưa ngày hôm nay Xuân Bắc có mặt ở Thiền viện Tuệ Quang, nơi mà tổ chức tiệc buffet chay miễn phí không đồng phục vụ cho bà con và được Sài Gòn cũng như là bà con khắp mọi nơi biết đến rất là nhiều. Thì kênh của Xuân Bắc cũng nhận được rất là nhiều những cái bình luận, các cô chú, các anh chị giới thiệu cho kênh về Thiền viện Tuệ Quang và tiệc buffet chay miễn phí không đồng phục vụ cho bà con suốt bao năm tháng qua quý vị các bạn nha. Do là mình cũng khá là bận, chưa sắp xếp được thời gian để chia sẻ với quý vị các bạn, cô chú anh chị sớm hơn, thì ngày hôm nay Xuân Bắc có mặt để chia sẻ với quý vị các bạn buffet chay của Thiền viện Tuệ Quang, cái không khí như thế nào, diễn ra làm sao, và Xuân Bắc cũng muốn tới để mình trải nghiệm, kênh của mình tới để thưởng thức những món chay của Thiền viện Tuệ Quang nấu xem là hương vị như thế nào. Đây cũng là một cái sự trải nghiệm rất là thú vị và cũng rất là tuyệt vời của Xuân Bắc khi mà ghé Thiền viện Tuệ Quang. Video này lên sóng thì Xuân Bắc tin là có rất là nhiều cô chú, anh chị đã biết tới Thiền viện Tuệ Quang rồi. Và chắc chắn là video này khi lên sóng thì Xuân Bắc sẽ nhận được những cái bình luận, cô chú anh chị sẽ góp ý cũng như là đánh giá về những món chay của Thiền viện Tuệ Quang, góp ý cho Xuân Bắc trong cái video tập này. Rồi, bây giờ là tầm khoảng 11 giờ trưa rồi quý vị các bạn. Xuân Bắc đi cũng hơi trễ, do là lúc sáng mình cũng bận con nhỏ cho nên là sắp xếp thời gian nó không có được chủ động lắm. Thì bây giờ thôi, Xuân Bắc tranh thủ di chuyển luôn qua Thiền viện Tuệ Quang để xem là bà con mình đang dùng buffet chay như thế nào và cái không khí tại Thiền viện Tuệ Quang trong buổi trưa ngày hôm nay diễn ra sao nha quý vị các bạn nha. Hôm nay là ngày 15 thì ngày 15 âm lịch thì cũng là một trong hai ngày chay chính trong tháng mà Thiền viện Tuệ Quang tổ chức buffet chay không đồng để phục vụ cho bà con khắp nơi. Rồi, bây giờ thì số bác sĩ di chuyển luôn nha. Hiện tại thì mình đang đứng ở ngay bãi xe giữ xe của Thiền viện Tuệ Quang. Ở đây có thể nói là một khu vườn rất là rộng lớn và xe của bà con thì xếp vào đây phải nói là đông nghẹt rồi quý vị các bạn. Cái lượng xe như thế này thì số bác tin là ở trong không gian của Thiền viện Tuệ Quang đang rất là đông bà con và rất là hấp dẫn cũng như rất là sôi nổi rồi. Rồi thôi, bây giờ số bác sẽ vào trong ngay. Mời cô chú anh chị, quý vị và các bạn đón xem video ngày hôm nay Xuân Bắc chia sẻ cũng như là đi trải nghiệm món chay của Thiền viện
Tuệ Quang của thành phố Thủ Đức quý vị các bạn nha. À, xin bác nhắc địa chỉ cho cô chú anh chị nào chưa biết thì mình có thể tìm tới Thiền viện Tuệ Quang nha. Ở đây là số 13 đường Linh Trung thuộc phường Linh Trung thành phố Thủ Đức. Và cái thời gian mở cửa của Thiền viện Tuệ Quang, nếu mà buffet cơm trưa là từ 10:30 cho tới 12:30, nhưng mà buổi sáng là đã có mở cửa phục vụ cho bà con món nước rồi, cho nên cái thời gian mở cửa của Thiền viện Tuệ Quang chính xác sẽ là từ 8:00 sáng kéo dài cho tới tầm khoảng 12:30 13:00 trưa. Quý vị các bạn nhớ nếu mà xem được á, muốn tới để trải nghiệm đồ chay giống như Xuân Bắc thì nhớ đi đúng giờ để mình thưởng thức được đầy đủ món chay hơn nha. Rồi đi thôi. Rồi cho em qua tới đi chị. Xuân Bắc đang di chuyển ở trong bãi xe của Thiền viện Tuệ Quang. Quý vị các bạn quan sát thấy thì cả triệu người dân Việt Nam đang dồn về Thiền viện Tuệ Quang. Trong cái bãi gửi xe phải nói là rất là đông mà cũng rất là rộng quý vị các bạn. Xuân Bắc hôm nay rất là vui khi mà có mặt ở đây để chia sẻ với quý vị các bạn một có thể nói là một bữa tiệc, đại tiệc buffet chay miễn phí từ sáng tới tối quý vị các bạn nha. Đó, phải nói là bà con mình đang hưởng ứng phong trào ăn chay cực kỳ đông. Thiền viện Tuệ Quang thì Xuân Bắc cũng được rất là nhiều các anh chị cô chú giới thiệu rất là lâu rồi, nhưng mà mãi đến hôm nay Xuân Bắc mới sắp xếp được thời gian tới đây để quay chia sẻ với quý vị các bạn nha. Và bây giờ thì mình sẽ di chuyển luôn qua bên Thiền viện Tuệ Quang để hòa mình vào cái buổi tiệc buffet chay có thể nói là lớn nhất ở thành phố Thủ Đức như quý vị các bạn. Đó, quý vị thấy thì cái khuôn viên này là cái khuôn viên bãi xe của Thiền viện Tuệ Quang này, rất là đông. Đằng trước là con đường Linh Trung nha, con đường Linh Trung Thủ Đức. Rồi mình chuẩn bị vé ra tay luôn. Ngay trong khuôn viên sảnh của Thiền viện Tuệ Quang, sảnh chính nha, bà con đang tập trung ngồi ăn trưa, phải nói là rất là đông quý vị các bạn. Rất là đông luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi hết một vòng để khám phá xem là hôm nay Thiền viện Tuệ Quang phục vụ bà con những món chay gì. Hôm nay đây cũng là lần đầu tiên chúng ta ghé Thiền viện Tuệ Quang cho nên là mình cũng chưa biết như thế nào quý vị các bạn. Thôi mình cứ đi một vòng nữa ha, tìm hiểu. Quý vị thấy thì cũng có rất là nhiều các anh chị, các bạn trẻ tới ăn chay rất là đông nha quý vị. Rồi mình đi, mình đi một vòng mình tìm hiểu khám phá nha. Đây mình thấy là bà con đang xếp hàng này để vào xếp hàng nha quý vị các bạn nha, xếp hàng để nhận cái phần ăn đó, những cái phần ăn. Đây các cô các chị đang múc những cái phần ăn cho bà con. Món này món gì hả cô? Đây là bánh canh. Dạ bánh canh. Dạ. Cho con xin phép cô con đứng gần chút xíu nha cô. Dạ. Cô ơi cô đứng đây cô múc cho bà con đi, con vô trong này chút xíu nha. Dạ em chào mấy chị nha. Dạ chào mấy cô mấy chị. À, còn mấy cô mấy chị làm những cái tô bánh canh cho bà con nha. Cái này là phần riêu đậu hũ nè quý vị. Riêu đậu hũ. Cái này là topping mình vớt trong nồi nước lèo ra chị ha. Dạ. Rồi bên đây là cái khay bò lát chay nè. Đó, rất là hấp dẫn luôn. Đó là hôm nay Xuân Bắc rất là vui khi mà có mặt ở đây để hòa mình vào cái không khí buffet chay của Thiền viện Tuệ Quang cùng với bà con. Rất là đông nha quý vị các bạn, rất là đông, rất là nhộn nhịp. Đây là những cái tô bánh canh đã chuẩn bị sẵn.
Đó, bà con xếp hàng tới thì sẽ nhận những cái tô bánh canh như thế này. Buffet chay miễn phí từ sáng tới tối luôn quý vị các bạn. Rồi đứng đây coi cô vào những cái phần bánh canh cho bà con nha. Dạ yeah. Thơm quá. Dạ. Cứ hết nồi này là tới nồi khác cô ha. Dạ đúng rồi hả? Dạ. Ba bát lên đi nha. Wow, thơm quá. Bà con xếp hàng liên tục nha quý vị các bạn nha. Bên đằng trước ngồi rất là đông quý vị thấy. Cô ơi, thì viện Tuệ Quang mình nó phục vụ buffet chay cho bà con là vào 4 ngày chay chính trong tháng hả cô? À, 1 tháng 2 ngày thôi. 1 tháng 2 ngày. Là rằm với mùng 1. Ngày rằm với mùng 1 cô ha. Dạ. Wow. Rồi anh đang châm thêm nước lèo ha. Thơm quá. Cô ơi, cái thời gian mình mở cửa 2 ngày trong tháng đó là từ mấy giờ tới mấy giờ cô ha? Cái món nước này là mình từ sáng ra là khoảng 8 giờ là thấy là mọi người đã dùng rồi. Còn chính là 10 giờ rưỡi. Đó là ở khu vực bên kia, bên sảnh đó với lại dưới tầng hầm. Thì mình xong á là khoảng 12 giờ, nhưng mà nếu mà cái món nào mà hết trước á thì cái quầy nào thì mình sẽ nghỉ trước. Còn như bánh canh này thường cái món nước này thì phục vụ sau cùng hết á. Tại vì mình nhiều á, những bà con tới sau á thì hết mấy món kia rồi thì họ sẽ dùng cái món nước thôi. Có thể là hôm nay là bánh canh, rồi có thể kỳ tới có thể là bún măng, bún riêu, bún quế gì đó. Giấc chiều mình thiền viện mình có phục vụ bà con không cô? Chiều thì không có, chỉ tới trưa là tới trưa thôi. Dạ rồi, cũng cảm ơn cô chia sẻ nha. Xem cô với chị làm một chút xíu nữa nha. Anh này là tiếp tục châm thêm cái bình nước lèo. Rất là thơm quý vị các bạn. Chúc em ngon miệng nha. Một tô bánh canh rất là thơm. Ở đây thì các cô chị chuẩn bị sẵn một cái tô ớt này. Ớt sa tế. Ớt sa tế, dạ. Ai ăn thì mình tự lấy cô ha. Dạ vâng. Rồi, gian hàng đầu tiên đó là gian hàng bún riêu chay. Bánh canh chay, dạ không nhầm. Bánh canh. Mình sẽ đi từng gian hàng một nha. Tại vì số bác hôm nay mình nhìn cái riêu đồ hũ quá, mình lại nhầm. Dạ vâng, con đi qua bên đó liền đó. Dạ. Thank you.
Đây, mình xem các anh chị đang tập trung quầy bên đây cũng là quầy bánh canh chay quý vị các bạn ha. Trời ơi, nguyên một mâm riêu đồ hủ kìa. Đó, đã không? Rồi, ngồi bên đây nguyên một cái thau bánh canh. Rồi mình đi mình qua mình coi cái mâm riêu đồ hủ chút xíu nha quý vị. Đó, cái mâm riêu đồ hủ này đã chưa? Em ơi cho anh quay tí nha. Em cứ làm bình thường, em cứ làm bình thường. Bò lát hết rồi. Chuẩn bị bổ sung thêm em ha. Trời ơi, em sẵn cái miếng riêu đồ hủ rất là bự luôn. Đông quá. Rồi mình đi tiếp nha. Ở đây là có cây bồ đề rất là lớn quý vị các bạn. Cây bồ đề ha, rất là lớn luôn. Bà con mình cũng đang ngồi ăn ở đây rất là đông. Mình đi qua quầy bên kia xem là quầy bên kia là món gì nha. Rồi đi qua bên này. Rồi mình đi một vòng khu vực bên này nha. Đó, đây là cái khay cơm. Do mình tới cũng khá là trễ cho nên là món cũng hết nhiều được quý vị các bạn. Chị cứ tự nhiên đây, chị em quay món đi. Dạ dạ dạ. Em quay đồ ăn thôi. Đó, các anh chị đang lấy những cái phần cơm rất là đông nha quý vị các bạn. Cái khay vịt bị canh chay ha. Ăn ít vậy em? Ăn vừa sức ha. Bên này là cái dĩa cái này xuống không biết bò lát hay gà lát nữa, xào với hành tây. À, một cái dĩa cũng rất là bự ha. Nhà luôn hả cô? Dạ, con chậu đang ngồi đây. À lấy cho dạ. Cô tới Thiền viện Lệ Quang lâu chưa cô? Có từ
mời tới. À dạ. Thầy chậu nó đã ngồi rồi. Dạ, tới ăn cơm luôn cô ha. Thầy hãy đi chậu đi mua cho cháu. À dạ. Dạ rồi, cũng chúc cô ngon miệng nha. Dạ. Khu vực quầy cơm ở đây mình thấy bà con tới con thấy những cái phần ăn cũng rất là đông nha quý vị các bạn. Ăn trong chén chút xíu rồi chú. Dạ. Dạ. Thường xuyên cô ha. Dạ. Lại có em và công quả ở đây. À dạ, cô có người nhà làm công quả ở đây. Dạ. Dạ vâng ạ. Ơn chúc hai cô ngon miệng nha. Trời ơi, cơm của cô nhìn rất là hấp dẫn luôn quý vị các bạn. Dạ. 5 người luôn. Dạ. Dạ vâng. Cô đi cũng trễ giống như sổ bắt vậy quý vị các bạn. Phải nói là khu vực quầy cơm ở đây rất là đông luôn. Cái dĩa bò lát gà lát xào này hết rồi nè. Em ơi, em hay ghé Thiền viện Tuệ Quang ăn cơm không em? Dạ, em ghé được 2 lần anh. À, em ở gần đây không? Dạ, ở bên quận 9 ạ. Bên quận 9 hả? Em đi với người nhà hay đi mình? Đi với người nhà. À. Rồi cảm ơn em nha. À, đi với chị, chúc em ngon miệng nha. À. Rồi ơi, hai cái khay cơm khổng lồ vơi rất là nhanh quý vị các bạn. Hôm nay sân mắt tới chùa Thiền viện Tuệ Quang cũng khá là trễ. Dạ. Dạ đi trễ quá hết cơm. Dạ. Chị ở gần đây không chị? Cũng gần mà mỗi khi đi sớm. À mỗi khi đi sớm này đi trễ hết cơm. Dạ. Để mà quay đầy đủ món ở Thiền viện Tuệ Quang thì phải đi lúc 9 giờ sáng. Chứ mất tưởng là cái giờ trưa là mọi người sẽ đông, nhưng mà đi như mày là hết món rồi quý vị các bạn. Thôi mình có gì quay nấy đi. Để đợt sau Sơn Mắt sẽ cố gắng đi sớm hơn, ghé Thiền viện Tuệ Quang sớm hơn để chia sẻ với quý vị các bạn những cái hình ảnh nó đầy đủ hơn và món cũng nhiều hơn. Hồi nãy ở bãi xe Sơn Mắt thấy khách về rất là đông rồi. Cơm ở đây bà con ăn rất là nhiều luôn quý vị các bạn. Sau đó cũng không biết là cái hương vị chế biến sao nữa. Và mình cũng đang muốn thưởng thức thử, nhưng mà tranh thủ quay chút xíu nếu mà còn thì sau đó sẽ ăn nha. Bây giờ là 12 giờ rồi. 12 giờ rồi nha quý vị. Ở đây là buffet cơm miễn phí. Thank you.
sạch luôn, hấp dẫn quá. Yeah. Quá hấp dẫn, không nhanh là hết. À, cô lên thêm một khay lớn nữa này. Wow. Wow, rất là hấp dẫn. Rồi, cái khay món mới vừa mới lên thì bà con tới lấy món rất là đông quý vị các bạn này. Yeah. Sao bác nghĩ thì cái lượng bà con, cái lượng khách bà con mình tới ăn như thế này thì món nào lên sẽ hết món đấy quý vị các bạn. Lâu là ok. Tập trung đây luôn đi anh ơi, cô này đông quá này. Dạ. Đó, một cái cơm mới được đưa lên. Cái này hình như là cơm đậu quý vị các bạn. Cơm đậu. Cơm chiên và cơm chiên đậu. Ngon quá. Dạ. Rồi, có chị ấy, áo bà ba gì được hả? Dạ, chào chị. Chị ơi, chị hay ghé Thiền Viện từ quán ăn cơm không chị? Dạ, hôm nay là lần đầu tiên mình ghé. Dạ. Ăn ở đây rất là ngon. À, chị ở đâu tới đây chị? Dạ, mình ở trên Phường Vĩnh Phúc. À, dạ, lần đầu tiên đi chị ha. Dạ. Chị ăn thì mình thấy món ở đây các sư cô, sư thầy nấu ngon không? Nói chung là món nào cũng ngon. Món nào cũng ngon cô ha. Các món đều ngon, rất là ngon. Dạ. Dạ, cảm ơn chị, chúc chị bữa trưa ngon miệng nha. Dạ. Đi hai lần. À, tháng nào cũng đi hả cô? Dạ. Dạ. Cô ăn chưa? Ăn rồi. À dạ. Ăn rồi, ăn cháo nữa, ăn rồi nó thèm nó ăn nữa. À dạ. Rồi, cái khay cơm bên này hết rồi. À, hết rất là nhanh luôn quý vị ha. Dạ, ngon mà. Dạ, ngon mà con tới đông. Rồi cái khay đồ ăn cũng hết rồi. Tháng nào cô cũng đi hai lần hết á. À dạ, cô ở đâu, mình ở đâu cô ha? Cô ở Linh Sơn đường số 8. À, Linh Sơn đường số 8. Tháng nào cô cũng đi hai ngày. Tháng nào cũng đi hai lần, con dâu chở đi. Dạ. Cô ăn chưa? Ăn rồi. À, cô ăn rồi. Dạ. À, ở nhà cô cũng làm bữa thứ bảy cô làm bữa cho ở ngoài bệnh viện Thủ Đức á. À dạ. Chị rồi làm hủ tiếu. Dạ. Có làm bánh mì. À, cô nấu chay luôn. Mà làm chay. À. Mà làm đồ ăn chắc dở hơn này. À, cô làm đây là mình phục vụ cho bà con như thế nào, cô chia sẻ với con tí cô. À, thì ở nhà cô chị bạn bè vậy hùng lại. À. Hùng lại làm kỳ rồi á, làm một bữa thứ bảy á là có 150. Vậy là cô bếp chay không đồng hả? À, làm bếp chay không đồng cho quậy. À. Cái cô hồi nãy cô mở tiếp đó, hồi nãy cổ chở đi cho đó. À, cho thứ dạ. Bảy. Mình nấu một tháng mình nấu mấy hôm cô? Bốn. Bốn ngày. Bốn ngày. Bốn ngày chay. Bạn của cô giáo á cũng hùng tiền vô rồi cái nấu cũng nhiều tiền thì nấu hủ tiếu. Dạ. Còn ít tiền á thì làm bánh mì. Dạ. Bánh mì cũng làm sườn như vậy nè. Thôi cô cho con biết cái địa chỉ bếp mình đi. Bếp cô á là đường số 8. Đường số 8. 54. Dạ. Số nhà 54 đường số 8. Đường số 8. Khu phố 1. Khu phố 1. À. Đường gì cô? Đường số 8. Đường số 8. Linh Trung Thủ Đức hả? À, là Linh Sơn. Linh Sơn Thủ Đức. Linh Sơn. À. Đường số 8 Linh Sơn. Đường số 8 Linh Sơn Thủ Đức. À. Số cô, nhà là 54 hả cô? Số nhà 54. Dạ. Cô tuần nào cô cũng làm á, làm bữa thứ bảy. Dạ. Thứ bảy cho sớm lắm, 5 giờ này tới 6 giờ. À. Ra ngoài đó cho. Sẵn cô cho con cái số điện thoại của cô được không? Để con số về con liên hệ. Số điện thoại của cô nhỏ nha. À, chị áo hồng hả? À, đó, dạ. Chị ơi, chị ơi, chị qua cho em xin cái thông tin. Dạ. Ảnh là cô giáo á. À, là cô giáo luôn hả cô? Ảnh là cô giáo mầm non. Dạ, cô giáo mầm non. Cô giáo đó cũng hùng tiền vô để làm. À. Làm cho. Chị ơi.
À, chị cho em xin cái thông tin của bếp chay mình á, tại vì em làm YouTube channel chay á, em đang chia sẻ các bếp chay đó, cô mới chia sẻ với em nè. Thì chị cho em cái xin thông tin để em liên hệ, em qua em quay chia sẻ cho bà con nhé. Bếp chay của mẹ mình là ở bên đường số 8, ở phường Linh Xuân, đường số 8. Dạ. Bếp chay mẹ mình cũng hoạt động lâu rồi. Bếp chay mình là tên gì cô chị ha? Mẹ em tên là Bếp Diệu Âm. Bếp Diệu Âm. Bếp Diệu. À, dạ. Chị cho em cái xin cái số điện thoại của chị đó để em về em liên hệ nha. Chị đọc giùm em luôn. Số điện thoại của mình là 034 824 824 2497 2497. Dạ. À, có Zalo luôn chị ha? Có, có Zalo. Dạ. Mà mở trên Zalo là biết, không có để Bếp Diệu Âm hả? Có, để bỏ lại để đi. Dạ vâng rồi, em cảm ơn chị dùng bữa trưa đi ha. Rồi có gì em về em liên hệ rồi em qua em quay nha. Dạ cảm ơn chị. Có quay là bữa ngày thứ bảy á. Dạ. Thứ bảy làm xong định cho rồi ra ngay chỗ cho bệnh viện đó. Dạ vâng. Mà trên đó nó có quay lên coi mà. Dạ vâng. Chứ cái có khi mấy mạnh thường quân người ta không có thấy, chứ để mình làm ta không thấy. Dạ, để đợt tới con qua anh quay chia sẻ. Cái này nó cái gì cho nó đâu có. Cô ơi con hả? À. Cô có coi con không? Hả? Cô có coi à? Cô coi khán giả con. Cô cháu cái gì? Cái hiệu cái gì đó? Cái kênh YouTube hả? À. Của con là Food Travel. Food Travel Media. Food dạ. Travel. Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Vậy là bắt vô đó là lên phải không? Dạ. Cô cứ lên cô tìm ẩm thực chay Sài Gòn cũng ra con. Chay dạ. Sài Gòn hả? Dạ Sài Gòn rồi đó. Dạ. Cô tìm liên quan tới đồ chay là cô thấy con chị nói hết. Dạ. Kênh của con chuyên quay chay mà. Dạ. Cô coi kênh của con lâu chưa? Thì coi á cho mẹ. À. Lâu rồi. Dạ cũng thấy lâu rồi. Hôm nay mới coi mới gặp ngoài đời ha. Nói cái gì quên vậy? Food Travel Media cô ơi. À dạ. Cái gì đồ chay? Cô cứ đánh đồ chay, ẩm thực chay gì cũng ra hết. Ẩm thực chay là ra. Dạ. Ẩm thực chay. Tại vì kênh của con chuyên quay chay á là chay cô tìm ẩm thực chay này ra. Là cũng sẽ coi con ở trên đó thôi. Em quay vậy em đưa lên nữa. Dạ vâng đúng rồi. Con đưa lên cái kênh của con cho cộng đồng xem. Tại vì Thiền Việt Tuyệt Quang là con được giới thiệu lâu rồi. Cô chú bà con khán giả giới thiệu lâu rồi mà hôm nay con mới sắp xếp qua quay được. Dạ. Nhưng mà đi hơi trễ tại bệnh con nhỏ. Tại vì cô cũng làm ít, hồi đó cô làm 500 thằng lận rồi. Dạ. Bây giờ đó hả có mình làm không hãi rồi con chia nhau ra là. Dạ không sao không, biết là mình làm mà mình làm đồ chay phục vụ cho bà con thì con qua con quay chia sẻ. Không quan trọng là làm nhiều hay ít, nhưng mà mình làm là con qua con quay chia sẻ được. Cô ơi, cô ở gần đây không? Cô hả? Cô ở Sài Gòn, cô ở Sài Gòn. Cô hay ghé Thiền Viện Tuyệt Quang không? Bây giờ thường thường cô cũng vô đây phụ quét đồ nè, chưa cũng quét lá đồ nè. Dạ, dạ rồi. Không biết người rong chứ. Rồi, con đi quay nha. Dạ vâng rồi, cảm ơn hai cô, chúc hai cô nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ. Rồi cái khu vực này hết đồ ăn rồi quý vị các bạn ha. Smart sẽ di chuyển qua khu vực khác để quay chia sẻ với quý vị các bạn tiếp. Chút xíu còn thì mình sẽ thưởng thức do Smart đi khá là trễ nên là mình tranh thủ quay chứ không là hết là sẽ không quay được. Đây vẫn còn một cái khay cơm rất là bự. Rồi khay bên này hết rồi, khay hết sạch luôn. Đông quá quý vị các bạn, khu vực quầy bánh canh chay bên đây, đó, đồ cũng còn nhiều nha, bà con nào tới chế thì cứ tới ăn khi nào hết thôi quý vị các bạn. Đó, tóc bình này, cái tô cũng rất là bự. Yeah. Rồi đứng lùi đây cho bà con xếp hàng quý vị ạ. Đưa cái đồ
không anh đi? Nãy ăn cơm nó no. À, ăn cơm no, dạ. Ăn cái gì cũng ngon á. Dạ, chắc cô cũng hay đi chùa thì Thiền Viện dạ. Về quan anh cô ha. Cô ở gần đây không cô? Dạ, ở đường 17 á. À, dạ. Thật tự hôm nay đi Tết rồi đi mấy chùa kia đó. Dạ. Đi chùa núi Bà rồi, cái đi chùa này ít lại. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô chia sẻ nha. Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô được nhiều sức khỏe cô ha. Dạ, sao cô nói gì? Chùa mình rất là đông, càng dạ. Ngày càng đông. Dạ, ngày càng đông hơn cô ha. Dạ, ngày càng đông hơn. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô nha. Cô thấy sau mất quay thì cô cũng chia sẻ một chút xíu cho bà con mình biết thêm thông tin ha. Đây là cái rổ rau này, bà con sau khi mà nhận xong cái phần bánh canh chay sẽ qua đây lấy rau ha, và ra bàn ngồi để thưởng thức bánh canh chay. Chút xíu nữa Sumac sẽ ăn thử một tô bánh canh chay nha. Tại vì cái quầy cơm bên kia hết món rồi, nên là Sumac sẽ ăn bánh canh chay thử. Đông quá. Rồi qua khu vực bên này, khu vực bên này là món gì đây? Bún xào. Bún mì sườn. À, bún mì sườn nướng gì ha? À. Cho cô 2 tô. Cho cô 2 tô. Trời ơi, cô mặc bộ đồ bông nó lá đẹp quá. Chưa kịp trò chuyện với cô đi rồi. Rồi mình xem mấy cái tô bún mì. Đó, sườn bánh mì chay này. Đây chuẩn bị sẵn ha. Khi mà bà con tới ăn á, thì sẽ chan nước mắm bên này. Có mấy chị phụ trách chan nước mắm cho bà con luôn. Dạ, chúc anh ngon miệng nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ vâng, chào anh. Rồi quý vị và các bạn thân mến, bây giờ mình sẽ nhờ chị gái làm cho mình một tô chị Phật tử của chùa ha quý vị nha. Rồi qua bên này cái chậu riêu đồ hũ rất là hấp dẫn nha quý vị các bạn, và cái tô của Sơn Bắc đây học bình cũng rất là hấp dẫn ha. Anh ơi, anh cho anh dùm em miếng nước ha. Thơm quá. Tô này là cho anh mà phải không? Dạ vâng ạ. Chị cho em tí em này. Còn không mà chị ăn đi, em lấy tô sau cũng được. Chị dùng đi, chị dùng đi. Dạ. Chị cho em miếng bánh canh chị. Bánh canh bên nhau ba cô ạ. Sao bác nhường cái tô của mình cho chị rồi. Mình đã lấy tô khác, không sao. Nhường cho bà con trước. Thơm quá. Dạ rồi, cảm ơn anh. Hơi nóng. Dạ không sao. Rồi sẽ bắt đi ra bàn nha. Rồi quý vị cẩn thận nha, nóng củi lửa. Đây là cái tô bánh canh của Smart nha quý vị các bạn nha. Để quay cận cho quý vị bạn xem chút xíu nè. Ở đây mình lấy sa tế ớt nha. Đó, bánh canh bên dưới nè. Rồi rau salad ha. Giá. Đó, riêu đồ hũ chay. Dạ. Giá chay ngon. Dạ. Ngon vậy ha. Dạ. Rồi. Củ gai đỏ, củ gai trắng ha. Bò lát chay bên này quá trời luôn. Rồi bây giờ xong bắt đậu đều lên nha. Hơi bự.
Quý vị ơi, số bác sẽ tranh thủ ăn cái tô bánh canh chay của mình nha. À, hiện tại thì số bác đang ngồi ở dưới gốc cây bồ đề trong khuôn viên của thuồng Việt, thiền Việt Tề Quang. Phải nói là trong khuôn viên ở đây mặc dù trời rất là nắng. Đẹp trai nhất buổi trưa hôm nay luôn. Đẹp trai nhất buổi trưa hôm nay. Mặc dù trời rất là nắng nhưng mà cái không khí trong này rất là sôi động và rất là náo nhiệt, cũng như là cũng rất là mát mẻ nha quý vị các bạn. Bây giờ số bác sẽ thưởng thức một tô bánh canh chay nóng hổi xem là hương vị như thế nào nha. Dạ em mời chị nha. Ngồi đây ăn với chú không? Rồi xong bác thử cái nước trước nha. Ngon quá ha chị ha. Ăn miếng đầu tiên ngon rồi, hút cái nước ngon quá trời ngon rồi. Thấy chị khen cái chị gọi là chả hả? Chị gọi là chả hấp đúng không? Dạ. Cái này là chị gọi là chả hấp, nhưng mà hình như nó là riêu đậu hũ. Đó, giờ xong bác ăn thử. Ngon quá. Ngon chị không? Ngon. Thơm nữa. Quá ngon. Nó ngon phải nước cái vị quá. Cái miếng một lát nó thấm vô cái nước ngon quá. Ngon quá. Hồi nãy sao mắt tính ăn cơm nhưng mà không kịp ăn, quay xong là hết luôn. Dạ, yeah, đông quá. Cơm không ngon mà hủ tiếu nha. Cơm cái chín cái sống không ngon hồi nãy. Dạ. Con dạ. Ơi lố. Dạ. Ăn hết mà cố cũng không hết. Yeah. Bánh canh ngon vậy ha. Cái này đúng nghĩa là nước ngọt từ rau củ. Dạ. Nó ngọt thanh đạm gì ha. Cầm củ cải rồi bắp rồi cà rốt. Ủa chị gái ở gần đây không? Đi nghe thiệt rồi. À chị ở Thủ Đức luôn. Mình hay ăn món ở thiền viện Tề Quang chị? Chị hay ăn ở đây. À chị ăn mấy lần rồi? Chị lần đầu tiên. À lần đầu tiên đến đây ăn món bánh canh chay là đã khen vậy rồi. Dạ. Cảm ơn chị nha. Chị là quy y là tu ở đây thì hay ăn lắm. À bạn chị là quy y ở chùa luôn. Dạ. Tí nữa lên nghe pháp, 1 giờ vô nghe pháp tới mấy giờ mới xong biết. Dạ. Ngon quá. Đúng rồi. Rất là đông quý vị bạn. Một cái tô bánh canh phải nói là rất là chất lượng, nhiều. Và cái nước nó rất là ngọt. Ôi dạ, đã quá. Giờ về nhà nóng đổ lửa. Giờ đổ nhà chị giờ đóng vậy. Cô gái trắng. Đúng rồi, giờ điện từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Bà qua dưới hả? Cái này ngon, thơm. Chị nói chào đi. Mặc dù sao mắt đi cũng rất là chế rồi nha, nhưng mà lần sau lưng mình là bà con cũng đang ở trong khuôn viên chùa thiền viện Tề Quang rất là đông. Đang quay hả? Dạ, con đang ăn bánh canh chay. Dạ. Ngon quá. Đậm mà tưởng như Tết vậy đó. Đụng khách Tết là đông cũng thiếp luôn. Dạ, đông dữ vậy không? Đông kính chùa luôn.
quá. Cái nước là ngọt thanh. Thiền viện Thiệu Quang Tuệ Quang Thủ Đức thì cũng đã rất là nổi tiếng rồi, cũng rất là nhiều cô chú anh chị ở khắp mọi nơi biết đến rồi. Thì hôm nay Xuân Bắc qua cái lời giới thiệu và bình luận ở trên kênh của khán giả, mình cũng sắp xếp thời gian qua đây để thứ nhất là mình để trải nghiệm những món chay ở đây, xem là hương vị như thế nào để mình chia sẻ tới cộng đồng. Cái thứ hai là mình cũng đi quay và mình chia sẻ lên, thì cô chú anh chị nào mình chưa biết tới thì mình có thể tới để thưởng thức đồ chay buffet miễn phí nha quý vị và bạn nha, vào hai ngày chay chính trong tháng, đó là ngày rằm và ngày 15, ngày mùng 1 và ngày 15. Thì quý vị các bạn có thể ghé để trải nghiệm. Hôm nay mình tới thì mình rất là bất ngờ, bởi bà con mình tới chùa phải nói là đông kín luôn quý vị các bạn, đông giống như là cái phiên chợ lá luôn đó. Cái phiên chợ lá mà Xuân Bắc vừa mới chia sẻ với quý vị các bạn đó, đông không có đường vào luôn. Nhưng mà mình đi trễ, chứ mình nếu mà đi đúng giờ thì Xuân Bắc là nghĩ là rất là đông. Chị đi tới đây sớm không? Dễ, lúc đó chị đến là 11 giờ mấy á. Dạ, 11 giờ mấy rồi. Mới qua đó lấy cơm gặp em. À, dạ. Vậy là chị cũng đi tới chung giờ với em rồi. Dạ, cảm ơn chị. Nghe pháp này, em ăn sau nha, dùng sau nha. Dạ, em chào chị. Chào em nha. Dạ. Chị rất là dễ thương. Dạ, kênh em chuyên quay đồ chay. Quý vị các bạn thân mến, Xuân Bắc cũng vừa mới thưởng thức xong bữa trưa, một tô bánh canh chay tại Thiền viện Tuệ Quang buổi trưa ngày hôm nay quý vị các bạn. Phải nói là Xuân Bắc cũng rất là bất ngờ khi mà ghé Thiền viện Tuệ Quang. Cái không khí bà con mình tới ăn chay phải nói là siêu đông, đông như cái phiên chợ lá mà Xuân Bắc vừa mới quay ở Sài Gòn chia sẻ với quý vị các bạn, cũng có thể nói là đông hơn nha. Cái chị mà khán giả coi trên kênh của mình đó, với lại cái chị mà mình ngồi ăn mình trò chuyện đó, chị nói là rất là đông, và đặc biệt là những món chay của Thiền viện Tuệ Quang chế biến, các sư cô sư thầy nấu được bà con mình khen ngon rất là nhiều quý vị các bạn nha. Thì hôm nay do là Xuân Bắc đi cũng rất là trễ, tới cũng vào cái giờ cao điểm, cho nên là cũng chưa quay được nhiều đầy đủ để mà chia sẻ với quý vị và các bạn. Thôi thì hẹn quý vị và các bạn là tập sau, Xuân Bắc sẽ sắp xếp thời gian đi sớm hơn để quay đầy đủ hơn những cái món của Thiền viện Tuệ Quang chế biến như thế nào, chia sẻ tới quý vị và các bạn nha. Rồi, rất cảm ơn cô chú anh chị, quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Một bữa tiệc buffet chay được tổ chức hàng tháng vào ngày mùng 1 và ngày 15, hai ngày chay chính trong tháng. Thì Xuân Bắc lần sau sẽ cố gắng sắp xếp đi sớm hơn, chia sẻ đầy đủ món chay với quý vị và các bạn nha. Cô chú anh chị nào đã biết tới Thiền viện Tuệ Quang hữu duyên coi được video của Xuân Bắc thì mình có thể bình luận góp ý cho cái video ngày hôm nay để Xuân Bắc biết, và mình sắp xếp cho tập sau được đầy đủ hơn và ý nghĩa hơn quý vị các bạn nha, để mình lan tỏa cái thông điệp ăn chay tới cộng đồng khắp nơi. Cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì Xuân Bắc xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị, quý vị và các bạn trong những video tiếp theo nha.